Do đó, trước dùng câu dục mốc, sau khiến vào trí Phật. Nếu muốn khiến cho chúng sinh minh bạch trí huệ của Phật, thì trước hết phải cho chúng sinh một cái gì đó. Họ được lợi ích thì mới chịu lắng nghe sự giáo hóa của bạn. Đó là thường tình của con người. Bồ Tát không xả bỏ nguyện xưa của mình, nguyện hết thuở vị lai, lắng nghe chánh pháp, tu tập đại hạnh đại nguyện, đắc được trí huệ thanh tịnh và lìa khỏi quang minh cấu bẩn, đoạn trừ được tất cả tâm kiêu mạn, tiêu diệt tất cả tâm phiền não, xé nát lưới ái dục, phá tan ngu si đen tối, đầy đủ pháp thanh tịnh, không có sự cấu bẩn, chẳng có tất cả sự chướng ngại, viên dùng vô ngại. Do nhân duyên đó mà vì chúng sinh hồi hướng. 22. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh ở trong A Tăng kỳ kiếp thường xuyên tu tập hạnh nhất thiết trí, chẳng có lúc nào thú chuyển, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được trí huệ vi diệu vô ngại, thị hiện thần thông nhậm phận tự tại của mười phương chư Phật không khi nào ngừng nghỉ. Bởi nhân duyên đó mà vì chúng sinh hồi hướng. Phật tử khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy thì không tham trước cảnh giới nam dục của ba cõi. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát nên đem căn lành không tham mà hồi hướng, nên đem căn lành không sân mà hồi hướng, nên đem căn lành vô ngại mà hồi hướng, nên đem căn lành không hại mà hồi hướng, nên đem căn lành lìa kiêu mạn mà hồi hướng, nên đem căn lành không xiểm nịnh mà hồi hướng, nên đem căn lành chất trực mà hồi hướng, nên đem căn lành tinh cần mà hồi hướng, nên đem căn lành tu tập mà hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, đem đủ thứ căn lành của mình tu tập hồi hướng như vậy, thì không nên tham cảnh giới năm dục của ba cõi. Chúng ta phàm phu, vì tham hưởng thụ năm dục, cho nên nhìn chẳng xuyên thủng, buông bỏ, chẳng được. Do đó, ở trong sáu nẻo, chuyển tới chuyển lui, lưu chuyển không ngừng, do nhân duyên gì, Đại Bồ Tát tu đủ thứ căn lành, nên đem căn lành không chỗ tham trước, không chỗ chấp trước, để vì chúng sinh hồi hướng, Bồ Tát quét tất cả các pháp, lìa tất cả các tướng, tức là không chấp ta, lại không chấp pháp. Bồ Tát không nghĩ như vậy, tôi đem tất cả căn lành hồi hướng cho chúng sinh, tôi sẽ đắc được bao nhiêu công đức. Bồ Tát tuyệt đối không nghĩ như thế. Bồ Tát là bậc thánh không còn tham, nếu còn tham thì đó là phàm phu. Bồ Tát không so sánh lợi hại, hành xả vô sự. Bồ Tát nên đem căn lành không sân hận, vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành không có sự ngu si, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành không hại chúng sinh, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành để khỏi ngã mạn, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành không xiểm nịnh, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành tránh trực không quanh co, để vì chúng sinh hồi hướng. Đó gọi là trực tâm thị tạo tràng. Bồ Tát nên đem căn lành tinh cần tu hành, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành của mình tu tập, để vì chúng sinh hồi hướng. Đó tức là đào giá từ thuyền, phổ độ chúng sinh, đạt thắng đến bờ rốt giáo niết bàn bên kia. Bồ Tát hành xả vô sự, không tham không nhiễm, không chấp không trước, tất cả vì người không vì mình. Phàm là người học Phật nên học tập theo Bồ Tát, đừng có vì mình có sự chấp trước. Ai đối với mình không tốt thì mình đều đối tốt với họ. Đừng có tư tưởng phân biệt, thường phải hồi quang phản chiếu trở về cầu nơi chính mình, phản tỉnh như vậy thì tự nhiên sẽ tha thứ được cho người khác. Do đó, ái nhân bất thân, phản thân nhân, trị nhân bất trị, phản kỳ trị, lễ nhân bất đáp, phản kỳ kính, hành bất đáp phản, cầu chưa kỳ. Này giải thích sơ lược, bạn thương mến tất cả chúng sinh, nhưng chúng sinh không gần gũi bạn, lúc đó phải phản tỉnh tâm tử bi của mình có đủ hay không. Đối với người có tâm tử bi chăng, tức là đối đãi với con chim nhỏ có tâm nhân ái, chẳng có tâm giết hại thì nó sẽ gần gũi bạn, kết làm bạn với bạn, bay đến đậu trên vai hoặc trên tay của bạn, biểu thị sự thân thiện mà không sợ hãi. Song trong tâm bạn nếu có ý niệm giết thì nó sẽ lìa xa bạn, chẳng còn gần gũi bạn nữa. Do đó có thể biết trong sự vô hình cảm ứng đạo giao rất hiển rõ. Bạn muốn đối lý với người khác, giáo hóa người khác, nhưng họ chẳng nghe lời bạn. Lúc đó mình phải kiểm tra lại phương pháp mình dùng có đúng chăng. Nếu đúng mà họ không nghe lời bạn thì họ là người ngu si. Nếu không đúng thì mình phải sửa đổi, dùng phương pháp tốt khác để trị lý tất cả mọi người. Thấy người khác thì đảnh lễ. Nếu họ không tiếp lễ của bạn, không đáp lễ của bạn thì lúc đó tự mình phải phản tỉnh lại, có thành tâm cung kính đảnh lễ người ta chăng, hoặc làm không đúng. Người ta cho rằng không hợp tình lý,
Hãy tự hỏi mình, nếu đệ tử không nghe lời, thì mình phải sinh tâm hổ thẹn vì đức hạnh của mình không đủ, không cách chi cảm hóa người. Cho nên mình phải hồi quang phản chiếu, trở lại cầu nơi chính mình. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì được tâm tin thanh tịnh, nơi hạnh Bồ Tát hoàn hỷ nhẫn thọ, tu tập đại đạo Bồ Tát thanh tịnh, đầy đủ giống tánh Phật, đắc được trí huệ của Phật, xả bỏ tất cả điều ác, lìa các nghiệp ma, gần gũi bạn lành, thành tựu nguyện lớn của mình, thỉnh các chúng sinh thiết lập đại hội bố thí. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, hồi hướng như vậy thì đắc được tâm tin thanh tịnh. Đối với hạnh môn của Bồ Tát tu hoan hỷ nhẫn thọ, tu tập đại đạo thanh tịnh của Bồ Tát, đầy đủ giống tánh của chư Phật, đắc được trí huệ của chư Phật, xả bỏ tất cả nghiệp ác, để khỏi tất cả ma nghiệp, gần gũi bạn lành, thành tựu nguyện lớn, thỉnh tất cả chúng sinh thiết lập đại pháp hội bố thí, kết duyên vô lậu với chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành do pháp thí này sinh ra hồi hướng như vậy, đó là khiến cho tất cả chúng sinh được diệu âm thanh thanh tịnh, được âm thanh nhẹ nhàng, được âm thanh trống trời, được vô lượng vô biên âm thanh không thể nghĩ bàn, được âm thanh đáng ưa thích, được âm thanh thanh tịnh, được âm thanh khắp cùng tất cả cõi Phật, được âm thanh trăm ngàn na do tha bất khả thuyết công đức trang nghiêm, được âm thanh cao xa, được âm thanh rộng lớn. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành hạnh Bồ Tát lại đem đủ thứ căn lành do bố thí pháp sinh ra, vì chúng sinh hồi hướng như vậy, đạt được 45 thứ âm thanh, đó là khiến cho tất cả chúng sinh đắc được diệu âm thanh thanh tịnh. Dùng âm thanh thanh tịnh này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh một khi lọt vào lỗ tai thì được hạt giống đạo, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh nhẹ nhàng, làm cho chúng sinh nghe được tâm vui vẻ thành phục. Chúng ta phàm phu nói ra âm thanh thô cứng giống như khúc gỗ, khiến cho người nghe cảm giác chẳng có nhu hòa êm tai. Khi giáo hóa chúng sinh thì phải dùng âm thanh từ bi nhẹ nhàng, không thể dùng âm thanh mạnh bạo chát tai, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh trống trời, tiếng rất là thanh thoát, khiến cho chúng sinh nghe được rất là êm tai mà sinh tâm hoan hỉ, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô lượng vô biên âm thanh không thể nghĩ bàn. Âm thanh đó khiến cho người nghe được có thể ngộ đạo, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh đáng ưa thích, đặc biệt ưu nhã, khiến cho người nghe vui vẻ thoải mái, giống như sự khai ngộ khoát nhiên quán thông, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh thanh tịnh, chẳng có chút âm thanh nhiễm ô nào, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh khắp cùng tất cả cõi Phật. Âm thanh đó bất cứ là ở đâu đều nghe được rõ ràng thanh tịnh, giống như ở trước mặt, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh trăm ngàn vạn ức na do tha bất khả thuyết công đức trang nghiêm. Âm thanh đó có thể trang nghiêm tất cả thế giới, đều có âm thanh tốt đẹp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh cao xa. Âm thanh đó có thể vang xa đến bà ngàn đại thiên thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh rộng lớn. Âm thanh đó tận hư không khắp pháp giới đều có thể nghe được. Được âm thanh diệt tất cả sự tán loạn, được âm thanh đầy khắp pháp giới, được âm thanh nhiếp lấy tất cả ngôn ngữ của chúng sinh, được trí huệ biết vô biên âm thanh của tất cả chúng sinh, được trí âm thanh tất cả ngôn ngữ thanh tịnh, được trí âm thanh vô lượng ngôn ngữ, được âm thanh tự tại nhất và tất cả trí âm thanh, được âm thanh tất cả thanh tịnh trang nghiêm, được âm thanh tất cả thế gian không nhàm đủ, được âm thanh rốt ráo không ràng buộc tất cả thế gian, được âm thanh hoan hỷ, được âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh của Phật, được âm thanh nói tất cả Phật pháp xa lìa ngu si che đậy danh xưng đồn khắp, được âm thanh khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả pháp đà la ni trang nghiêm, được âm thanh nói tất cả vô lượng thứ pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh diệt trừ tất cả sự tán loạn, làm cho người nghe liền nhập vào cảnh giới chánh định chánh thọ, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh đầy khắp pháp giới, làm cho người nghe lập tức có thể khai mở đại trí huệ, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh nhiếp lấy tất cả ngôn ngữ của chúng sinh, làm cho người nghe phân biệt được đó là ngôn ngữ của loại chúng sinh nào, nghe được rất rõ ràng, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ biết vô biên âm thanh của tất cả chúng sinh, tức là con muỗi, cá sướng, con kiến nói pháp đều nghe hiểu được, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ âm thanh tất cả ngôn ngữ thanh tịnh. Thứ trí huệ này rất thanh tịnh, không có tư tưởng tạp nhiễm, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ âm thanh vô lượng ngôn ngữ. Thứ trí huệ này vô lượng vô biên không cùng tận, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh tự tại nhất. Thứ âm thanh này nhậm phận tự tại, viên dung vô ngại, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ âm thanh và được tất cả âm thanh,
Bất cứ ngôn ngữ và âm thanh của loại chúng sinh nào cũng đều hiểu rõ được. Chẳng có khó khăn gì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh tất cả thanh tịnh, trang nghiêm. Thứ âm thanh này rất là êm tai, làm cho người nghe có cảm giác an lạc, thoải mái, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh tất cả thế gian không nhàm đủ. Thứ âm thanh này rất hay vô cùng, làm cho người nghe cảm giác không đầy đủ, càng nghe càng hay, không khi nào biết chán, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh rốt ráo, không ràng buộc tất cả thế gian. Thứ âm thanh này rất giải thoát, chẳng có sự ràng buộc, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh hoan hỷ. Thứ âm thanh này đặc biệt vui vẻ, làm cho người nghe không tự chủ được tay chân nhảy múa lên, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh của Phật. Thứ âm thanh này đặc biệt thanh tịnh, làm cho người nghe không khỏi tạp niệm, chẳng có vọng tưởng, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh nói tất cả Phật pháp, xa lìa ngũ si che đậy, danh xưng đồn khắp. Thứ âm thanh này làm cho người nghe vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sự ngũ si và màng mắt bị che đậy, sinh ra trí huệ diễn nói Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh tất cả Đà La Ni trang nghiêm. Thứ âm thanh này rất là trang nghiêm, làm cho người nghe có thể tổng tất cả pháp chỉ vô lượng nghĩa, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh nói tất cả vô lượng thứ pháp. Thứ âm thanh này diệu không thể tả, làm cho người nghe có thể diễn nói kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Kinh Hoàng Nghiêm là vua trong các kinh, kinh này bao la vạn tượng, do đó vô thử bất tùng pháp giới lưu, vô bất hoàn thử pháp giới, nghĩa là không có gì chẳng phải phát xuất từ pháp giới, không có gì chẳng trở về pháp giới. Được âm thanh đến khắp pháp giới vô lượng chúng đạo tràng, được âm thanh nhiếp trì khắp cầu pháp kim cang không thể nghĩ bàn, được âm thanh khai thị tất cả các pháp, được âm thanh trí tạng có thể nói bất khả thuyết chữ câu khác nhau, được âm thanh dễ nói tất cả pháp không chấp trước không ngừng, được âm thanh tất cả pháp quang minh chiếu sáng, được âm thanh hay khiến tất cả thế gian thanh tịnh rốt ráo đến nơi nhất thiết trí, được âm thanh nhiếp khắp tất cả pháp cầu nghĩa, được âm thanh thần lực hộ trì tự tại vô ngại, được âm thanh trí huệ đến tất cả thế gian bờ bên kia, lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh được âm thanh không hạ liệt, được âm thanh không sợ hãi, được âm thanh không nhiễm trước, được âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng hoan hỷ, được âm thanh hay đẹp tùy thuận, được âm thanh khéo nói tất cả Phật pháp, được âm thanh hay dứt niệm nghi hoặc của tất cả chúng sinh đều làm cho họ giác ngộ, được âm thanh đầy đủ biện tài, được âm thanh giác ngộ khắp tất cả chúng sinh ngủ trong đêm dài, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh đến khắp pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh khắp nhiếp trì câu pháp kim cang không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh khai thị tất cả các pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh trí tạng nói bất khả thuyết chữ câu khác biệt, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh sẽ nói tất cả các pháp không chấp trước không ngừng, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh tất cả pháp quang minh chiếu sáng, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh có thể khiến cho thế gian thanh tịnh rốt ráo đến nơi nhất thiết trí, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh nhiếp khắp tất cả cầu nghĩa lý của pháp, nghĩa là một pháp nhiếp vô lượng pháp quỳ về một pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh thần lực của chư Phật hộ trì tự tại vô ngại, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh trí huệ tất cả thế gian ở bên kia, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh, lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh không hạ liệt, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh không sợ hãi, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh không nhiễm trước, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng hoan hỷ, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh tùy thuận tốt đẹp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh khéo nói tất cả Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh hay dứt niệm nghi hoặc của tất cả chúng sinh đều khiến cho họ giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh đầy đủ biện tài, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được âm thanh giác ngộ khắp tất cả chúng sinh ngủ trong đêm dài. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem các căn lành hồi hướng như vậy, đó là nguyện tất cả chúng sinh được pháp thân thanh tịnh, lìa các lỗi ác, nguyện tất cả chúng sinh được công đức thanh tịnh, vi diệu, lìa các lỗi ác, nguyện tất cả chúng sinh được tướng tốt thanh tịnh, lìa các lỗi ác, nguyện tất cả chúng sinh được nghiệp quả thanh tịnh, lìa các lỗi ác, nguyện tất cả chúng sinh được tâm nhất thiết trí thanh tịnh, lìa các lỗi ác, nguyện tất cả chúng sinh được vô lượng tâm bồ đề thanh tịnh, lìa các lỗi ác, nguyện tất cả chúng sinh được phương tiện thanh tịnh, biết rõ các căn, lìa các lỗi ác, nguyện tất cả chúng sinh được tìm hiểu thanh tịnh, lìa các lỗi ác,
Nguyện tất cả chúng sinh được sinh tu hạnh nguyện thanh tịnh vô ngại lìa các lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sinh được trí huệ biện tài chánh niệm thanh tịnh lìa các lỗi ác. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo lại đem đủ thứ các lành của mình tu tập vì chúng sinh hồi hướng phát ra 10 nguyện lớn như vậy. Đó là: một, nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh vi diệu, lìa khỏi tất cả lỗi ác. Lìa lỗi ác tức là làm cho thân miệng ý bằng nghiệp thanh tịnh. 2. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được công đức thanh tịnh vi diệu, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 3. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được tướng tốt thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 4. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được nghiệp quả thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 5. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được tâm nhất thiết trí huệ thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 6. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được vô lượng tâm bồ đề thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 7. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được phương tiện thanh tịnh, biết rõ các căn, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 8. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được tin hiểu thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 9. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được sinh tu hạnh nguyện thanh tịnh, viên dùng vô ngại, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 10. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ biện tài chánh niệm thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. Các vị, mọi người đều không nhận thức được chùa Kim Sơn. Có người nói, tôi nhận thức được chùa Kim Sơn có vị thầy người Trung Quốc, truyền Phật giáo Trung Quốc tu rất là khổ hạnh. Song bạn chẳng nhận thức được rõ ràng, chùa Kim Sơn chẳng phải là Phật giáo Trung Quốc. Chùa Kim Sơn là Phật giáo đại biểu cho thế giới, Phật giáo đại biểu cho Pháp giới, chứ chẳng phải Phật giáo đại biểu cho Trung Quốc. Nếu Trung Quốc có loại Phật giáo này, thì Phật giáo Trung Quốc sẽ không bị diệt vong. Bất cứ tại nơi nào nếu có loại Phật giáo này, tức là chánh pháp trụ thế, Phật giáo sẽ không bị diệt vong. Chùa Kim Sơn chẳng phải là Phật giáo Trung Quốc mà là Phật giáo thế giới. Tại sao nói như vậy? Vì chùa truyền Phật giáo Trung Quốc chẳng giống như người của chùa Kim Sơn, ngày ăn một bữa ngủ ngồi, chẳng phải toàn bộ người trong chùa. Ngày ăn một bữa cũng có khoảng 12 người mà thôi, có 3 người ăn một bữa đã không dễ dàng chịu được, ngồi ngủ chỉ có một người mà thôi, hoặc có 2 người, không quá 3 người. Hoặc lúc thời kỳ đã thiền thất, mọi người phát tâm, tối ngủ ngồi. Tình hình như vậy, có lúc có, nhưng bình thường không phải là ngủ ngồi trường kỳ không nằm, lưng không dính đất. Sự tu hành của chùa Kim Sơn có thể nói khổ nhất trên thế giới. Chẳng những người xuất gia ngày ăn một bữa, đêm ngủ ngồi, mà những người tại gia ở trong chùa, có người cũng ngày ăn một bữa, đêm cũng ngủ ngồi. Người xuất gia đều giữ giới luật này, người tại gia có thể tùy tiện một chút. Nhưng vì muốn chấm dứt sinh tử, không đem tinh thần tu hành chân chánh ra, cuối cùng sẽ không có sự thành tựu. Các vị mọi người phải nhận thức chùa Kim Sơn cho rõ ràng. Chùa Kim Sơn là Phật giáo chánh pháp đại biểu cho tận hư không khắp pháp giới. Phật giáo của chùa Kim Sơn nguyện kiến lập cơ sở Phật giáo chánh quyết vững chắc tại Tây Phương, vĩnh viễn đều là chánh pháp, chẳng có mạt pháp. Đây là tông chỉ của chùa Kim Sơn. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem các căn lành vì tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy. Nguyện được đủ thứ thân đẹp thanh tịnh, đó là thân quang minh, thân lìa ô trược, thân không nhiễm, thân thanh tịnh, thân rất thanh tịnh, thân lìa trần cấu, thân rất lìa trần cấu, thân lìa cấu bẩn, thân đáng ưa thích, thân không chướng ngại. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu được vì chính pháp giới chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Nguyện được đủ thứ thân đẹp thanh tịnh, này dùng 10 thứ thân đẹp thanh tịnh để làm đại biểu, đó là: một, nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp quang minh. 2. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp lìa ô trược. 3. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp không nhiễm. 4. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp thanh tịnh. 5. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp rất thanh tịnh. 6. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp lìa trần cấu phiền não. 7. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp rất lìa trần cấu tập khí. 8. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp lìa cấu bẩn vô minh. 9. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp đáng ưa thích thành tịnh. 10. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân tốt đẹp không chướng ngại giải thoát. Nơi tất cả thế giới hiện các nghiệp hình tượng, nơi tất cả thế gian hiện lời nói hình tượng, nơi tất cả cung điện hiện an lập hình tượng, như gương sáng sạch đủ thứ màu sắc hình tượng tự nhiên hiện hiện, mở bày cho các chúng sinh hành đại bồ đề, mở bày cho các chúng sinh diệu pháp thâm sâu, mở bày cho các chúng sinh đủ thứ công đức, mở bày cho các chúng sinh con đường tu hành, mở bày cho các chúng sinh hạnh thành tựu.
mở bày cho các chúng sinh hạnh nguyện Bồ Tát, mở bày cho các chúng sinh nơi một thế giới, tất cả thế giới Phật đều hiện ra đời, mở bày cho các chúng sinh tất cả thần thông biến hóa của chư Phật, mở bày cho các chúng sinh giải thoát oai lực của tất cả Bồ Tát không thể nghĩ bàn, mở bày cho các chúng sinh hạnh nguyện tánh nhất thiết trí thành tựu viên mãn của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát tại tất cả thế giới tùy thuận nghiệp của tất cả chúng sinh mà hiện ra tất cả nghiệp tượng, tại tất cả thế gian theo nói pháp hiện ra tất cả ngôn ngữ tượng, tại tất cả cung điện hiện ra tất cả an lập tượng, khiến cho cung điện an ổn giống như tấm gương sáng sạch, đủ thứ màu sắc hình tượng tự nhiên hiện hiện ra. Bồ Tát mở bày cho tất cả chúng sinh tu hành hạnh đại bồ đề như thế nào, mở bày cho tất cả chúng sinh tu hành pháp vì diệu thâm sâu như thế nào, mở bày cho tất cả chúng sinh đủ thứ công đức như thế nào, mở bày cho tất cả chúng sinh tu hành đạo Bồ Tát như thế nào, mở bày cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề như thế nào, mở bày cho tất cả chúng sinh tu tập hạnh nguyện Bồ Tát như thế nào, mở bày cho tất cả chúng sinh. Chẳng những tại một thế giới có Phật thị hiện ra đời, mà trong tất cả thế giới đều có Phật thị hiện ra đời, mở bày cho tất cả chúng sinh mười phương chư Phật đều có công đức thần thông biến hóa, mở bày cho tất cả chúng sinh tất cả Bồ Tát đều có đại oai thần lực giải thoát không thể nghĩ bàn, mở bày cho tất cả chúng sinh đại hạnh đại nguyện tánh nhất thiết trí thành tựu viên mãn của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Đại Bồ Tát dùng thân thanh tịnh tốt đẹp như vậy, phương tiện nhiếp lấy tất cả chúng sinh đều khiến cho thành tựu thân nhất thiết trí công đức thanh tịnh. Đại Bồ Tát dùng pháp thân thanh tịnh tốt đẹp đó, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để nhiếp lấy giáo hóa tất cả chúng sinh, đều khiến cho thành tựu công đức thanh tịnh đắc được diệu pháp thân nhất thiết trí huệ. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành do bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vậy, nguyện thân tùy trụ tất cả thế giới tu hạnh Bồ Tát, chúng sinh thấy được thầy đều không lướng qua phát tâm Bồ Đề, vĩnh viễn không thối chuyển, thuận theo nghĩa chân thật không thể lay động, nơi tất cả thế giới hết kiếp vị lai trụ đạo Bồ Tát mà không nhàm mỏi. Đại bi khắp cùng lượng đồng pháp giới biết can tánh chúng sinh, đồng thời nói pháp thường không ngừng nghỉ, nơi thiện tri thức tâm thường chánh niệm cho đến không xả bỏ, dù khoảng một sát na tất cả chư Phật thực hiện ở trước, tâm thường chánh niệm chưa từng tạm giải đãi. Từ các căn lành không có hư ngụy, đặt để chúng sinh nơi nhất thiết trí, khiến cho họ không thối chuyển, đầy đủ tất cả Phật pháp quang minh, chỉ mây pháp lớn, thọ mưa pháp lớn, tu hạnh Bồ Tát, các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, lại đem đủ thứ căn lành do bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vậy. Bồ Tát nguyện thân tùy theo ở trong tất cả thế giới, thường tu hạnh của Bồ Tát tu, tất cả chúng sinh thấy được Bồ Tát đều được độ không luống qua, mất đi cơ hội. Phát tâm Đại Bồ Đề vĩnh viễn không thối lùi về sau, thuận theo nghĩa lý chân thật mà tu hành, bất cứ gặp cảnh giới gì cũng đều không lay động, tại tất cả thế giới hết kiếp vị lai đều tu hạnh Bồ Tát, vĩnh viễn không nhả mỏi, chọn không ngừng nghỉ. Bồ Tát tuyệt đối không có tư tưởng như vậy: tôi hành Bồ Tát đạo quá khổ, tôi phải nghỉ ngơi, tôi không hành Bồ Tát đạo nữa. Tâm đại bi của Bồ Tát là bình đẳng, do đó Phật quang chiếu khắp, mưa pháp nhuận khắp. Từ bi bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sinh, ban cho tất cả chúng sinh sự an vui, nhổ hết khổ não của tất cả chúng sinh, cho nên mới nói là đại bi khắp cùng. Vô lượng của Bồ Tát, tâm lượng của Bồ Tát đồng như pháp giới, vô lượng vô biên, biết được căn tánh của tất cả chúng sinh, người nào nên dùng căn lành nào độ được liền dùng thứ pháp đó để độ. Bồ Tát đúng thời thì nói pháp, khiến cho chúng sinh nghe pháp mà khai ngộ. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh chẳng có lúc nào ngừng nghỉ, cho dù tan xương nát thịt cũng không từ nan. Đó là tinh thần giáo hóa chúng sinh của Bồ Tát. Bồ Tát đối với chúng ta, chúng sinh từ bi như thế, chúng ta phải báo ân Bồ Tát. Chúng sinh đối với thiện tri thức nên gần gũi cầu giáo hóa, tâm thường chánh niệm biết ân đức của thiện tri thức. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thường gần gũi thiện tri thức, thường nghĩ nhớ đến thiện tri thức, cho đến khoảng một sát na cũng không xả bỏ thiện tri thức. Nếu được như thế thì mười phương chư Phật thường hiện ra ở trước mặt, cho nên được quang minh của Phật chiếu khắp, trong tâm thường chánh niệm nguyện thực hành Bồ Tát đạo, cứu hộ chúng sinh chấm dứt sinh tử, thoát khỏi bao cõi, chưa từng sinh tâm giải đãi dù khoảng một phút một giây. Tu hành tất cả căn lành chẳng có sự hư ngụy, chân thật tu hành. Chúng ta Phật giáo đồ bất cứ làm việc gì phải chân thật mà làm, đừng có hành vi hư ngụy, khẩu thị tâm phi để gạt người.
Nếu có lợi thì làm, không lợi thì không làm, đó là giả mạo tác phong của Phật giáo đồ. Bồ Tát độ tất cả chúng sinh đến bờ bên kia đắc được nhất thiết trí huệ, biết bốn đức niết bàn, thường lạc ngã tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không thối chuyển nơi Bồ Tát đạo, đầy đủ tất cả Phật pháp quang minh, chỉ mấy pháp lớn, mười pháp vũ lớn, tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành vì chúng sinh hồi hướng. Và trong tất cả chúng sinh, và trong tất cả cõi Phật, và trong tất cả các pháp, và trong tất cả ba đời, vào nghiệp báo trí huệ của tất cả chúng sinh, vào trí huệ phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát, vào trí huệ sinh ra tất cả Bồ Tát, vào trí huệ cảnh giới thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, vào thần thông tự tại của tất cả chư Phật, vào tất cả vô biên pháp giới nơi đó an trụ tu hành Bồ Tát. Bồ Tát có thể vào trong tất cả chúng sinh, quán căn cơ vì người nói pháp, tùy loài thị hiện giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát có thể phân biệt được vô số, đi đến mười phương cõi nước của chư Phật, chứng được thật tướng của tất cả các pháp, thông đạt ba đời. Ba đời không lìa một niệm đầy đủ ba đời, có trí huệ biết rõ tất cả chúng sinh, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, chứng được trí huệ phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát, chứng được trí huệ thị hiện sinh tử của tất cả Bồ Tát. Cảnh giới của Bồ Tát là thân tại trần lao mà tâm lìa trần lao, không nhiễm bụi trần. Bồ Tát có thần thông trí huệ, ở trong đại ác nam trường có thể biến thành thế giới cực lạc thanh tịnh. Tại phàm phu mà nhìn thì là thế giới ô nhiễm đại ác nam trường, tại Bồ Tát mà nhìn thế giới đại ác nam trường thì là báu đẹp trang nghiêm rất thanh tịnh. Bồ Tát có cảnh giới trí huệ thanh tịnh này, lại có thể chứng được thần thông diệu dụng nhậm vận tự tại viên dung vô ngại của mười phương chư Phật, lại có thể vào trong cảnh giới tận hư không khắp pháp giới, an trụ tại pháp giới này, tu hành hạnh của Bồ Tát tu, tức là tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha, thời khắc vì giáo hóa chúng sinh mà nỗ lực chẳng có khi nào ngừng nghỉ.